Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin Ba Sạch của chúng tôi. Thưa quý vị, một người chết, 6 người cấp cứu nghi ăn nhầm rau biển vừa xảy ra tại tỉnh Bình Dương. Cụ thể là Ủy ban Nhân dân huyện Dầu Tiếng cho biết vào lúc 20h30 phút ngày 9 tháng 3 đã xảy ra một vụ ngộ độc tại ấp Cần Giang, xã Thanh An của huyện này. Nạn nhân tử vong là cháu Dương Ngọc Trúc, 8 tuổi và 6 người lớn đang được cấp cứu. Trước đó, ngày 8 tháng 3, vợ chồng anh Dương Minh Tơ, ngụ ấp Cần Giang, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, đi du lịch vùng biển Vũng Tàu và mua 5 con sam về nhà. Khoảng 18 giờ ngày 9 tháng 3, vợ chồng anh Tơ nướng sam ăn cùng với hai con là Dương Minh Trọng, 17 tuổi và Dương Ngọc Trúc, 8 tuổi. Hai người cháu là Trần Thị Nguyệt, 13 tuổi và Trần Thị Kim Vân, 12 tuổi, cùng với ông Nguyễn Thanh Nhàn, 51 tuổi, là hàng xóm. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, tất cả những người nói trên đều có triệu chứng nôn ói nên được người thân chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Cao su Dầu Tiếng cấp cứu. Nhưng khi đến bệnh viện thì cháu Dương Ngọc Trúc đã tử vong. Những trường hợp còn lại được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương tiếp tục cấp cứu điều trị. Hiện sức khỏe 6 trường hợp còn lại đều đã ổn định. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu để giám định xem con sam được gia đình ông Tơ mua ở Vũng Tàu về ăn có đúng là con sam hay là con sò biển, một loài vật cực độc nhưng có hình dáng rất giống với con sam. Uống rượu ngâm rễ cây rừng, 3 người uống thì 2 người chết. Vụ việc đau lòng này cũng vừa xảy ra tại tỉnh Bắc Cạn. Hai người xấu số là ông Bán Nguyên Kim, sinh năm 1957, và ông Hoàng Sùng Páo, sinh năm 1966. Và người thoát chết là anh Bán Hữu Lý, sinh năm 1993, con trai của ông Kim, đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Ba Bể. Cả ba cùng trú tại xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn. Trước đó, trong ngày 6 tháng 3, ông Páo, ông Kim và anh Lý trong lúc đi làm thuê đã đào nhiều đoạn rễ cây rừng chưa rõ tên mang về nhà ông Kim. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, ông Kim đi ăn cưới về thì thấy ông Páo và con trai mình đang uống rượu với nhau nên ông Kim vào cùng uống. Khi hết rượu, Lý đi mua thêm 2 chai rượu nữa, còn ông Kim thái lát đoạn rễ cây nói trên cho vào 2 chai rượu rồi cùng uống, sau đó đi ngủ. Đến 2 giờ sáng ngày 7 tháng 3, cả ba người có biểu hiện buồn nôn, chân tay co cứng nên được người nhà đưa ra Trung tâm Y tế huyện Ba Bể cấp cứu. Nhưng ông Kim và ông Páo đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Công an huyện Ba Bể cho biết đây không phải là lần đầu tiên địa phương xảy ra các vụ tử vong vì ngộ độc rượu, nhất là các loại rượu ngâm rễ cây rừng không rõ tên. Nói đến cao nguyên Mộc Châu của tỉnh Sơn La thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những điểm du lịch nổi tiếng, những vườn cây trái chủ phú, những đồng cỏ, những đàn bò sữa đang giúp cho bao nông dân trở thành tỷ phú. Tuy nhiên thì sẽ thật là thiếu sót nếu như không nhắc đến những đặc sản mới của vùng đất này, đó chính là hoa quả sấy dẻo. Từ chuối, xoài, đu đủ cho đến mận, hồng giòn hay cả dâu tây, tất cả đều đang được đầu tư chế biến thay vì là chỉ tiêu thụ trái cây tươi vốn dễ bị ế thừa như trước đây. Với khoảng 2.400 hectare trồng mận, sản lượng mận tại Mộc Châu hàng năm lên tới khoảng 20.000 tấn. Thay vì chỉ bán tươi, những quả mận to khoảng 40 quả 1 kg, chín đều, độ ngọt đạt 8-10% sẽ được chọn để chế biến thành mận sấy dẻo. Mận thì quá trình là mình phải lấy cái nguyên liệu thật chín, thật đẹp, xong rồi về ngâm nước muối xong rồi là trà như kiểu mình châm kim ý. Cho quả mận xong là mình châm kim xong lại luộc, trần sôi 100 độ, xong mình vớt ra, xong rồi lại cho vào sấy. Bên cạnh quy trình trồng và sơ chế nghiêm ngặt, những sản phẩm này hoàn toàn được sấy lạnh ở nhiệt độ thích hợp, nên bên ngoài khô nhưng bên trong vẫn giữ được độ mềm tự nhiên. Đặc biệt, hầu hết sản phẩm hoa quả sấy Mộc Châu đều không sử dụng thêm đường hay chất bảo quản trong quá trình sấy nhằm đảm bảo sức khỏe và chế độ ăn kiêng của người tiêu dùng. Xoài này nó vẫn còn nguyên vị mà cái chất lượng của nó ngon và ngọt thơm. Chuối này, xoài này, mận này, đu đủ đều là sấy lạnh hết, là giữ được vitamin. Ví dụ như quả hồng sấy, mình sấy nóng thì ăn nó hơi bị ngọt, nhưng mình sấy lạnh thì ăn nó rất là nhạt đi mà giữ được nguyên cái hương vị của quả hồng, nó vẫn có mùi thơm. Hoặc ổi mà mình sấy nóng thì ăn nó như kiểu mình nó mất cái mùi đi, nhưng mà khi mình sấy lạnh thì vẫn có mùi chát chát và mùi thơm thơm của ổi, đu đủ cũng thế. Đấy, mà chuối cũng thế, mà xoài cũng thế. Nó vẫn giữ được cái mùi hương vị rất là ngon.
Hoa quả sấy dẻo Mộc Châu có khoảng chục sản phẩm chính như chuối, xoài, đu đủ, mận, hồng giòn, dâu tây. Hiện giờ, hầu hết các sản phẩm này đã đăng ký sản phẩm OCOP với đầy đủ thương hiệu và mã vạch điện tử. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trung bình trong 100 gram trái cây sấy dẻo chứa khoảng 250 gram calo, 1 đến 5 gram chất đạm. Xét về năng lượng, chúng tốt hơn so với các loại trái cây tươi.